Trang với vẻ đẹp của con gái bị bỏ rơi của mỹ nhân Thẩm Thúy Hằng. Có thể nói, Thẩm Thúy Hằng là biểu tượng nhan sắc phụ nữ một thời ở Sài Gòn nói riêng và miền Nam nói chung. Nổi tiếng lên từ vai diễn Tam Nương trong phim Người đẹp Bình Dương, Thẩm Thúy Hằng nhanh chóng trở thành ngôi sao nổi tiếng được nhiều người mến mộ. Sau nhiều lần tìm kiếm, Thẩm Thúy Hằng đã tìm ra manh mối đứa con gái bị lạc của mình và mong sẽ có ngày đoàn tụ. Cô con gái thất lạc của nữ diễn viên có nhan sắc giống Thẩm Thúy Hằng như hai giọt nước. Từ hình dáng đến khuôn mặt cho tới ánh mắt, cô được thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ trước đây. Nguyễn Thị Thi Hằng được cho là đứa con gái mà Thẩm Thúy Hằng bỏ rơi từ năm xưa. Thẩm Thúy Hằng có 4 người con trai hiện ở nước ngoài và đều thành đạt, nhưng ít ai biết rằng bà có một người con gái thật là khác. Thẩm Thúy Hằng trong giai đoạn hoàng kim của sự nghiệp, bà được coi là nữ hoàng nhan sắc thời bấy giờ. Tuy nhiên, do phẫu thuật thẩm mỹ quá đà và dung nhan tuyệt mỹ bị hủy hoại nặng nề, bà đã trải qua nhiều cuộc giải phẫu lớn nhỏ và phải sử dụng phương pháp tiêm Botox thường xuyên để chống chọi với sự tàn phá của hóa chất trong cơ thể. Tuy nhiên, dù cố gắng hết sức bằng mọi phương pháp kéo dài thời gian, nhưng rồi người đẹp Bình Dương lộng lẫy một thời cũng phải chấp nhận sự thật. Tất cả những gì đẹp đẽ trước đây đã bị đào thải, gương mặt bà biến dạng từng ngày.